Chào mừng tất cả các bạn đến với channel YouTube của mình. Và hôm nay hãy cùng mình tô màu cho bức tranh về một người lính đứng trong cờ này nhé. Hãy theo dõi hết video để xem quá trình tô màu cho người lính. Phần mũ của người lính này thì mình sẽ sử dụng màu sáng để tô màu nhé. Chúng mình cùng tô màu nhé. Áo thì mình sẽ tô màu xanh này. Đôi giày này thì mình sẽ sử dụng màu nâu để tô. Thank you.
like, ấn đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo trên kênh YouTube của mình.